Hỏi mọi người, em có một cây 3502 nữa này, 40 ly, công suất là tầm 35.8 cc. Này đẹp, con này thì làm zin nha, ship theo máy, lọc máy khá đẹp. Thì thế này nè mọi người, con này thì về ấy, nó còn xanh, về nó còn xanh thì em bóp bú bơm xăng phụ nè, em giật thử thì nó nổ luôn ha. Cái thứ hai nữa là con này nó trợ lực nha. Đó, nó trợ lực nha mọi người. Giòn tan à mọi người, cái này về giống như mình dùng luôn vậy. Máy này chưa có dọn mà nó còn xăng nổ, cái thứ nó trợ lực nha mọi người. Đó, trợ lực. Này thì nó cấn cấn ở này một tí nữa, không ảnh hưởng gì mọi người, cấn cấn cái lưới này thôi, không có gì. Trợ lực nha, này là người lớn mình giật rất là nhẹ, giật hai ngón tay rất là nhẹ, giật cái nổ thôi. Giống như con này nó đang dùng ở bến bên Nhật. Này thì em để cho mọi người 2 triệu nha, bao ship nha. Này nổ, nó còn sẵn nó nổ luôn nha, chứ mình chưa có dọn hết. Giống như hàng ở bên đó nó còn dùng. Đó, đẹp. Gió. Anh em mua thì chuyển khoản giúp em ha. Này em bao ship cho nha, 2 triệu nha mọi người, bao ship. Này về muốn cho nó đẹp thì về vệ sinh thêm cái vỏ cho nó đẹp thôi, chứ thấy nó nổ rồi. Lam này chắc được 5 tấc rồi mọi người. 2 triệu bao ship nha. Hàng là em không có dọn nha. Này chỉ qua nó còn xăng nó nổ thì về mình giật thử nó nổ luôn. Bán vậy luôn. Về muốn mà vệ sinh cho nó đẹp. 2 triệu nha mọi người, bao ship cho mọi người nha, bao ship toàn quốc.